chùa này xin kiểu gì mà giới hì vậy hả? Dạ còn gì hả chị? Còn gì nữa, vô mà coi kìa. Để chút em làm lại, tự nhiên em mệt quá. Mệt. Ủa sao tự nhiên mặt tái nhợt vậy, em có sao không? Không biết nữa, tự nhiên cái nhức đầu chóng mặt muốn ói. Trời. Con này ăn uống kiểu gì vậy trời? Chị. Đây em làm cho việc của em mà. Được rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi. Nếu mà thấy mệt quá thì chị đưa em đi bác sĩ khám nha. Dạ thôi không sao đâu chị, không sao. Nào giờ đâu có bệnh đâu. Sao hôm nay bệnh dữ vậy không biết. Em có ăn uống gì lạ không? Có ăn uống gì bậy bạ đâu. Ôi, ổn vậy? Cái bầu chứ đâu. Cái gì bầu? Trời ơi, đang mệt mà chị cứ hỏi sang sảng hoài. Chị hỏi chồng chị đi. Nó ói. Tính khí thay đổi thất thường, mệt mỏi. Rồi nó còn nói là nó bầu. Thách thức mình hỏi chồng mình. Có khi nào nó, chồng mình, hai người. Ủa, ghẹ của tôi. Anh mới đi. Ủa đang ở nhà bình thường sao tự nhiên em dọn đồ quần áo rồi em đi bộ vậy hả? Em đi đâu vậy? Sao? Bây giờ em giận anh nữa đúng không? Em giận chuyện gì em nói thử anh nghe coi hả? Em soạn sẵn hết đồ cho anh rồi đó. Anh ra khỏi nhà em đi. Cái gì? Em soạn sẵn hết đồ cho anh rồi hả? Đúng rồi đó. Ở trong nhà này anh có làm Phật ý em cái gì đâu. Anh lo lắng, anh chăm sóc cho em đầy đủ. Với lại mấy bữa nay là ngày nào anh cũng ngoan ngoãn á. Tự nhiên em đuổi anh đi là sao vậy? Cái gì? Anh ngoan ngoãn hả? Anh gây ra chuyện tày đình như vậy mà anh còn nói anh ngoan hả? Anh nói vậy anh không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hả? Hay là em giận anh cái vụ mà quỷ đen đúng không? Không phải, thật sự cái đó là anh không có cố ý là anh giấu em tiền bạc gì hết. Tại vì anh thương em cho nên là anh muốn tạo cho em cái sự bất ngờ. Anh đi làm vất vả anh để dành tiền, để cuối tháng anh dẫn em đi du lịch nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới chứ gì. Không, cái ngày cái tour nó cứ mãi thôi. Tại vì nó anh không phải tức. Bây giờ em có cái gì thì em nói đi chứ em cứ vậy hoài với anh sao được. Anh còn giả bộ là anh không biết nữa hả? Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ủa? Em nói thiệt với anh á, giấy không bọc được lửa đâu. Hai người gây ra chuyện tày đình như vậy, hậu quả rành rành đó đó. Anh còn giấu em nữa. Anh tưởng em ngu sao? Ngu cái gì, anh có giấu, anh có bọc lửa, bọc cái gì đâu. Em nói cái gì kỳ vậy hả? Ủa trời ơi, anh chị chủ, làm gì cãi lộn như vậy? Tuốt ghế hồ bơi còn nghe luôn kìa. Thắm, em dạ. Xuất hiện đúng lúc lắm. Ba mặt một lời luôn đi, chị không còn gì để mất nữa hết á. Ủa là sao, cái gì vậy anh chị? Anh nói sự thật ra đi. Sự thật gì? Sự thật giữa anh với lại Thắm đó. Ủa là sao chuyện của hai vợ chồng chị lôi em vô làm sao? Đúng rồi, anh với Thắm có liên quan gì tới nhau đâu. Ủa dạ. Gì vậy? Đau. Bị gì? Mới chích ngừa. Chết ổ trồ. Gỗ gì không có coi gì trơn nên là đỏ luôn rồi nè. Trời, chích người mà lan rộng như chích chó vậy hả? Ôi nó đỏ. Thôi đi. Hai người định đấu hài với tôi hả? Em nói thiệt đi, cái thai trong bụng của em là của ai? Hả? Em có thai hả? Ủa em có thai nào sao em không biết ta? Em không biết. Mà anh biết, không lẽ cái thai này là của anh hả? Cái thai này là của anh. Hai người định giấu tôi tới bao giờ nữa hả? Giấu cái chuyện gì đâu, em nói cái gì mà qua lan mang anh không hiểu gì hết trơn á. Dạ, nó có giấu gì đâu chị. Nói cái gì nữa vậy, có cái gì thì em nói đi chứ em cứ vậy hoài sao biết được. Nếu như hai người muốn tới với nhau á, nói với tôi một tiếng, tôi tác hợp cho hai người. Chứ có ngăn cấm gì đâu chứ. Không muốn không? Không muốn không? Đi chích nữa không? Chích nữa không? Chích nữa không? Dạ. Cô chủ đang như vậy, cô cứ giỡn cái chuyện này gì kỳ vậy? Tao mệt quá nè. Tôi nói thẳng luôn nè. Nói ra đi, giải quyết coi, đi đâu làm cái gì để cô chủ hiểu lầm kìa. Thì đó, cách đây 2 ngày là em cứ đi chơi đêm. Nhưng mà đi thôi, chứ chưa có kịp chơi. Sao không chơi đi, vòng về làm cái gì? Quên quá khổ, vòng về. Sợ anh chị la.
Chứ trời ơi, em con gái chính duyên mà em có ăn chơi bậy bạ đâu có bầu. Vậy chứ tại sao hồi sáng em nói với chị á là em có bầu rồi em ói rồi bầu là thai chứ gì nữa? Ừ. Trời, chị mốt chị nghe lộn là mơn chị hỏi lại giùm em cái. Em nói bầu là em ăn trúng trái bầu, nó bị ngộ độc thực phẩm chứ có bầu hồi nào. Nhưng mà cái lúc mà chị hỏi lại em thì em nói chị hỏi chồng chị mà. Thì tại chồng chị đó, chồng chị kêu em luộc cái bầu cho ông ăn, rồi ông ăn không hết, mình em thồn nhưng không em hết nè chứ gì. Sao tự nhiên bệnh em thích ăn bầu vậy? Không có, tại ngày hôm qua đó xịt kiến, con kiến nó chết cái thấy tội quá tự nhiên thèm ăn chay. À, nè đàng hoàng nha. Sao vậy? Nãy giờ có ai đánh cái gì đâu mà đau? Không có, đau bụng. Bỏ thì thiệt tình luôn. Ôi gì đâu không à? Ủa vậy là em hiểu lầm hả? Hiểu lầm chứ cái gì nữa? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có cái gì thì từ từ nói cho anh nghe. Tự nhiên khi không chưa biết cái gì nhảy dựng lên la anh tùm lum á. Thôi em xin lỗi mà, tại vì em lo cho hạnh phúc của gia đình mình chứ bộ. Ủa mà anh giấu quỷ đen ở đâu vậy? Dưới gối á. Ăn hù quá ăn xe vô. Vậy em vô gối em tìm. Đi đi. Tự nhiên ngu dữ vậy trời. Alo hả? Anh đi hả? Anh đi. Anh nè. Ờ. Có gì nói đi. Thế nhưng em có bầu hả? Thôi trời ơi, bầu. Yên tâm. Mấy cái này anh có kinh nghiệm lắm. Bầu cứ để anh lo. Trời ơi, chỉ mới vừa la anh dụ cái bầu mà sao anh đòi ăn bầu nữa ta? Là sao?